Khi mà nói đến chủ đề là trở thành thủ lĩnh tinh thần thì có rất nhiều anh chị thắc mắc. Nhưng tóm lại là một điều quan trọng hơn thế là tại sao chúng ta lại quan tâm đến điều đấy ạ? Trở thành thủ lĩnh tinh thần để làm gì? Xin ý kiến của anh Tín và anh Tên là gì? Mọi người khi nói thì giới thiệu tên anh ạ. Chúng ta cùng quen nhau. Chị em chân là Trung. Trung. Để tạo động lực, đúng không em? Tạo động lực cho nhóm. Rồi, cảm ơn Trung. Có ai có ý kiến khác không ạ? Có cái gì khác khiến cho chúng ta thấy muốn trở thành chủ lý tinh thần không ạ? Em xin phép mọi người một phút để em tạo cho em.